áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với chuỗi series của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thầy Đạt mang tới cho tất cả các bạn một cái practice test. Tại vì đến giai đoạn này là nhiều bạn đang cuống cuồng lên rồi. Tại vì học tiếng Anh của mình đến giai đoạn cao trào rồi mà chúng ta chưa ôn được nhiều thì rất là nguy hiểm. Vậy thì cái phần practice test này sẽ giúp cho tất cả các bạn có vũ khí vào phòng thi các bạn nhá. Thế nên là đừng có bỏ lỡ cái video này. Các bạn thấy rằng là video của thầy Đạt lúc nào cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà nếu chúng ta không học ấy thì chắc chắn là thầy Đạt buồn, và thầy Đạt buồn thì Đạt sẽ không dạy được các bạn, và các bạn không học với thầy Đạt thì các bạn sẽ lại thấy buồn, đúng không? Thế nên là nhớ là video của thầy Đạt là phải học. Ok, chúng ta đến phần đầu tiên là phần pronunciation, và chúng ta sẽ có là 5 câu hỏi, và mỗi một câu của chúng ta các bạn nhớ cho thầy Đạt là chúng ta sẽ phải làm trong vòng khoảng 1 phút thôi, đọc lên cái là chúng ta phải chọn được rồi. Tại vì đây là toàn những cái từ mà của cái chủ điểm này, và nó cũng không hoàn toàn khó mà tẹo nào, nên là thầy Đạt khuyên và các bạn là cùng với thầy Đạt chiến phần này thật nhanh, chọn điểm phần này. Chúng ta sang câu thứ 1, đó là chúng ta nhìn xem là có 4 từ lake, bay, can và từ lack. Vậy trong câu này chúng ta chọn đáp án là gì rồi các bạn nhỉ? Chắc chắn chọn đáp án là D, lack, có nghĩa là thiếu. Vì trong trường này là âm e bẹp đấy, còn bạn thằng kia là âm A. Chúng ta sang câu thứ 2. Câu thứ hai các bạn nhìn xem chỗ này của chúng ta sẽ chọn đáp án là gì nhỉ các bạn nhỉ? Câu này có vẻ như một số từ khó. Chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy Đạt, đó là chúng ta chỉ cần nhớ 3 từ thôi là được rồi. Cái từ đầu tiên là từ lurk, có nghĩa là gì? Trốn, ẩn nấp ở đâu đấy, đúng không? Thì là mấy âm thằng này là B là lack, thằng C là but. Chắc biết ngay chọn đáp án là gì rồi, A rồi đúng không? Tại vì thằng này ba thằng đọc lên là thấy nó thằng A khác với thằng B và thằng C rồi, nên chúng ta chọn đáp án ở trong câu này đó là thằng A. Chúng ta sang câu thứ 3 các em nhé. Câu thứ 3 của chúng ta đó là chúng ta sẽ phát âm đuôi ED. Và phát âm đuôi ED như thế này ấy, thì chúng ta nhớ có cái nguyên tắc đó là nó sẽ có 3 loại là t, t và t, đúng không ạ? T, d và t. Vậy phần này của chúng ta chọn đáp án là gì? Thì các bạn nhìn thấy cho thầy giáo đó là có từ stopped này là âm t này, expected có chữ TD là chúng ta sẽ chọn đọc ngay là âm t, đúng không? Expected, finished. Vậy thì trong trường này chúng ta đặt ba thằng này lên rồi, chúng ta đã thấy được một điều là thằng B có ý nghĩa là khác. Vậy trường hợp này chúng ta sẽ là expected, ED, thằng này là âm t, và thằng này là faced. Chúng ta sang câu thứ 4. Chữ TH của chúng ta sẽ gồm có hai cách thôi, một là âm th, hai là v, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn xem chỗ này của chúng ta chọn thằng nào nhá. A là thoughtful, B threatened, C therefore và D thin. Chọn đáp án nào các em ơi? Chắc chắn chọn đáp án là C therefore. Thằng này là thin, thằng này là threaten. Và sang câu cuối cùng đó là về phần thứ 5. Grease, sympathy, horse và rose. Phần này của chúng ta thì các bạn nhìn thấy là ôi không biết chọn thằng nào đây, tại vì grease này, sympathy này, horse này và thằng này là rose. Các bạn thấy thằng nào khác không ạ? Thằng D, rose là thằng khác biệt trong trường hợp này. No. Chúng ta đã vừa hoàn thành xong 5 câu về phần pronunciation. Vậy 5 câu tiếp theo về phần stress chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì bây giờ mời tất cả các bạn chúng ta cùng nhìn lên. Phần stress này của chúng ta thì chúng ta sẽ có là về cái phần đánh trọng âm. Thì cái phần này cũng là một cái phần mà khá là hay. Ngày xưa thầy Đạt thích nhất là phần này, đánh, cứ thực đánh là sướng rồi. Sờ vào đâu, đánh vào đâu là sướng. Nên chúng ta nhớ phần này cũng khá là dễ dàng nhé. Phần đầu tiên là A, B, C, D. Trong này chúng ta chọn đáp án là nào nhỉ? Reliable. Reliable, chọn âm vào chữ lie. Vậy và thứ hai, independent. Independent, chữ vào chữ pen, chọn âm vào thứ 1, 2, 3. Tiếp theo, thằng này của chúng ta là responsible. Responsible, chọn âm vào thứ mấy nhỉ? Responsible, chọn âm vào thứ 2. Chắc chắn chọn ngay đáp án là B rồi. Chưa cần đọc cái thằng này, decisiveness, đúng không ạ? Decisiveness. Với các bạn nhìn thấy một điều đó là chúng ta sẽ chọn đáp án là B, independent. Chọn mặt thứ 3, còn những thằng khác vào thứ 2. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sang câu thứ 7. Câu thứ 7 của chúng ta như sau, difficult, chọn mặt thứ nhất. Thằng này, confident, chọn âm vào thứ nhất. Thằng C, critical, chọn mặt thứ nhất. Và thằng D sẽ là important. Important là quan trọng sẽ vào thứ hai. Vậy trong trường này chúng ta lại chọn ngay D. D chính là thầy Đạt đấy các bạn nhé.
Chúng ta sang câu thứ 8. Permission, well-informed, activity và effective. Vậy chọn gì ạ? Có đôi should thì vào trước nó là từ may. Thằng này là well-informed, chữ form là well, 1, 2, 3. Thằng này là activity, chữ T. Và thằng là effective, cho ông sẽ vào chữ gì? Chữ form trong trường hợp này. Và đây là thứ 3, chọn đáp án là B. Chúng ta sang câu thứ 9. Câu này hơi khó đây, không biết chọn đáp án là gì nào, chúng ta cùng đọc xem nhá. Đầu tiên câu 9A là vào routine, cho một chữ chain. Thứ hai, problem, thứ nhất, lonely, nhớt, hydrant, nhớt. Và chọn đáp án là A. Chúng ta đọc ba thằng kia thì chúng ta biết được, chúng ta loại trừ thôi. Hết giờ, bây giờ còn cái thằng này chúng ta chọn làm gì nào. Đó, từ đầu tiên đọc là laundry, punish, depend, reason. Chọn nào ạ? Reason vào thứ nhất này, depend vào thứ hai này, punish vào thứ nhất này và laundry vào thứ nhất. Vậy chọn đáp án là gì các em ơi? C, depend. Ok, đấy là toàn bộ về cái phần pronunciation và phần stress mà thầy giáo muốn cung cấp cho tất cả các bạn. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục sang cái phần video tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau về phần vocabulary các bạn nhá. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.